Thảo xin chào lại quý vị đang xem kênh ABC Family Fun Share Vlog của Thảo nha. Ngày hôm nay Thảo chia sẻ đến cùng cả nhà cách làm món chè xương sáo rau câu, nước dừa, ăn béo thơm và cách làm rất là đơn giản. Vậy bây giờ Thảo mời cả nhà mình vào bếp làm nhé. Và cái việc đầu tiên á, Thảo sẽ nấu xương sáo ha. Cái bịch xương sáo này á, Thảo mua ở Việt Nam nè, nó có trọng lượng là 50g. Giờ thì Thảo sẽ cắt bịch xương sáo ra nha. Và trong cái bịch xương sáo này nè, nó có thêm cái dầu chuối nữa. Nè, các bạn thấy không? Một ống để mình ăn kèm á. Thì mình đổ cái bột xương sáo vào trong nồi. Để nấu kèm với 50g xương sáo thì Thảo có đây là 1 lít nước lọc. Và mình sẽ cho hết nước vào trong nồi nha. Mình đổ từ từ, kẻo những cái bột xương sáo nó bay lên nhiều lắm. Tiếp tục Thảo cho vào là 3 muỗng canh đường cát trắng. Phần đường các bạn có thể gia giảm nha. 1/4 muỗng cà phê muối cho cái hương vị nó đậm đà hơn. Rồi mình sẽ khuấy cho cái hỗn hợp này nó hòa quyện vào với nhau ha. Và sau khi tất cả nó đã quyện vào nhau rồi thì mình sẽ để đây 30 phút cho cái bột xương sáo nó nở. Lại sau 30 phút thì mình sẽ bắt cái nồi lên bếp và mình bắt cái lửa cao vừa ha. Cái bột xương sáo á, nó đã nở đều rồi nè các bạn. Rồi mình sẽ khuấy đều lên ha. Này á, cái bột xương sáo nó đã lắng xuống dưới đáy nồi nhiều lắm. Có nhựa cục xương sáo nó đóng cục lại luôn nè. Giờ thì Thảo sẽ sử dụng cái cây đánh trứng để mình khuấy cho đều ra ha. Các bạn không có cây đánh trứng thì các bạn sử dụng cái nĩa cũng được. Sẽ tiếp tục đánh cho cái hộp chế xương sáo này đến khi nó sệt lại. Rồi khi mà nó sệt lại như vậy rồi nè, thì mình sẽ đánh tiếp tục cho cái chỗ hộp chất này nó mịn và nó bóng, nó mướt là được ha. Và lúc này Thảo sẽ đánh thêm một chút xíu nữa thôi. Đó, các bạn thấy hộp chất nè, như vậy là đạt rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ tắt lửa và mình nhắc ra mình đổ vào cái khuôn nào mà nhà các bạn có là được ha. Sau khi đổ xương sáo ra rồi, mình sẽ làm cho nó bằng phẳng cái mặt, rồi sau đó nó nguội mình đem vào trong ngăn mát tủ lạnh nha. Dùng một củ dền đã gọt vỏ là 50g và mình sắc ra và mình cho vào trong cối xay. Mình xay với lượng nước vừa phải. Bây giờ mình sẽ rây cái phần củ dền mình đã xay nè, cho vào cái chén, cho thêm cái phần nước còn lại mà mình cần sử dụng á. Và bên cạnh đó mình cũng chán luôn cho cái cối xay nó được sạch. Giờ mình sẽ ép cái phần nước còn lại bên trên xuống nè. Củ dền đây là có 300ml nha. Và đây Thảo sẽ tạo màu bằng củ cà rốt. Và đây cũng 50g và đi gọt vỏ và sắc nhỏ như vậy. Rồi mình cho vào trong cối xay và cho thêm một lượng nước vừa phải. Mình xay cho nhuyễn mịn rồi mình đổ ra mình rây. Và làm tương tự giống như cái phần nước củ dền lúc nãy luôn. Chỗ này Thảo có 300ml nước cà rốt. Và cho phần nước cà rốt và củ dền vào trong nồi. Cho vào mỗi nồi cà rốt và củ dền là 3 muỗng canh đường. Và đây Thảo sử dụng cái bột rau câu mua Việt Nam. Vào mỗi nồi là 5g bột rau câu. Khoảng là 1 muỗng cà phê. Và khuấy đều cho bột rau câu hòa quyện vào trong nước củ dền và cà rốt nhé. Chờ sau 30 phút để bột rau câu nó nở mình mới nấu được. Và tiếp tục Thảo đi pha hạt é nha. Đây Thảo có 200ml nước cộng vào là 1 muỗng canh hạt é. Và khuấy hạt é cho nó hòa vào trong nước để cho nó dễ nở hơn. Và hạt é lúc này nó đã nở như vậy là được ha. Mình để qua một bên rồi mình đi làm công việc khác. Và lúc này sau 30 phút này mình bắt cái nồi lên rồi mình nấu nước cà rốt trước nha. Câu hòa quyện đều vào nhau. Và sau đó mình sẽ chờ nước nó sôi ha. Rồi đây mình cho vào là 1 muỗng súp nước cốt dừa khoảng tầm là 50ml. Và khuấy đều lên. Cho nước cốt dừa vào trong rau câu á, cái vị nó ngon và cái màu sắc nó đẹp. Nấu rau câu này mình chịu khó, mình đứng mình khuấy như vậy ha, thì cái lớp rau câu nó không bị đóng như đáy nồi. Rau câu nó sôi rồi thì mình sẽ tắt lửa, mình đổ qua cái rây nè, cho cái phần nước rau câu nó càng mịn hơn, nó không bị lợn cợn.
Có bọt thì mình vớt hết bọt ra nha. Nước củ dền mình cũng nấu tương tự giống như là nước cà rốt vậy đó. Cũng cho vào 50ml nước cốt dừa. Khi đổ nước cốt dừa vào thì cái màu củ dền nó nổi bật lên luôn ha các bạn. Và cái hương vị nó rất là thơm ngon nữa. Và khuấy đều. Và mình sẽ chờ cho nước nó sôi trở lại nha. Và lúc này nước củ dền nó sôi rồi nè. Thì mình sẽ khuấy sơ sơ. Rồi mình sẽ tắt lửa. Mình nhắc xuống. Vậy là được rồi đó. Mình sẽ đem xuống đổ vào khuôn. Và mình sẽ chờ thạch rau câu nó nguội lại rồi mình đưa vào trong ngăn mát tủ lạnh. Thì Thảo sẽ đi làm nước cốt dừa nha. Thảo còn lại đây là 300ml nước cốt dừa. Cái lon này có trọng lượng là 400 á. À, mình đổ phần hạt é vào nè. Lúc này nó nở to rồi đó, mình cho vào. Hạt é ăn vào rất dễ tiêu hóa. Cho vào là 1,5 muỗng cà phê bột năng. Khuấy đều cho bột hòa vào trong nước cốt dừa. Để khi mình nấu thì nước cốt dừa nó có sẽ độ sệt nhẹ nhàng. Hòa vào trong nước cốt dừa rồi thì Thảo sẽ cho vào trong nồi cốt dừa này 3 muỗng canh đường mạch nha. Như nhà các bạn không có đường mạch nha thì các bạn có thể thay thế vào trong đây á là 150g đường cát trắng. Mình cần nấu nước cốt dừa này nó ngọt nhiều một chút bởi vì Thảo không có nấu nước đường riêng. Sau khi cho đường vào xong mình sẽ khuấy đều nha. Rồi mình sẽ nấu cho cái chỗ này nó sôi lên rồi. Mình sẽ nếm thử xem nó có vừa chưa. Và độ ngọt rất là vừa. Sẽ tắt lửa và chờ cho nước cốt dừa nguội. Quả sau một ngày mình làm xong ha. Tất cả mình lấy từ trong tủ lạnh ra nè. Và giờ mình sẽ cắt xương sáo trước. Thảo sẽ cắt miếng xương sáo vuông và vừa ăn. Và miếng xương sáo như vậy là vừa rồi nè các bạn. Và hai phần rau câu cà rốt và củ dền cũng cắt tương tự giống như xương sáo. Và đây là đậu xanh cà Thảo đã luộc và để nguội và để vào ngăn mát tủ lạnh ăn kèm với xương sa xương sáo. Thảo múc xương sáo và rau câu cà rốt và củ dền ra ngoài chén nha. Và bên cạnh đó Thảo sẽ múc đậu xanh cà mình cho vào chén. Xanh này á mình thích ăn nhiều á thì chúng vào những hạt đậu á, nó bùi thơm ngon lắm. Rau câu này á, thích hợp ăn vào mùa đông, mùa thu á, mình sẽ ăn với nước cốt dừa hơi ấm ấm nha, đừng nóng quá thì nó sẽ rất là ấm bụng luôn. Mùa hè á, thì ăn kết hợp với nước đá thì quá tuyệt vời. Và bây giờ Thảo đã làm xong tất cả rồi, Thảo mời cả nhà mình cùng thưởng thức món xương sáo, rau câu, đậu xanh cà, nước cốt dừa cùng với Thảo nha. Cách nấu này ăn giống như là chè của người Thái nấu á. Hôm nay Thảo kết hợp giữa xương sáo rau câu ăn kèm với nước cốt dừa thì Thảo thấy cũng rất là ngon luôn. Thảo mời quý vị cùng thưởng thức nha. Kết hợp rất là ok. Và các bạn đừng quên bỏ dầu chuối vào nha. Thảo cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn xem thấy video của Thảo hay thì đừng quên like và chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Thảo xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.